Rồi, chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Hôm nay soạn đường khách hàng quay chia sẻ video anh em ơi. Ha, sau cả tuần lễ mình mới đánh được một số bu lông tiếp của hàng boss đây anh em ha. Này là cái đầu này khá xịn sò anh em ơi, đầu dài hết anh em ơi ha. Và hôm nay thì mình soạn ra được thêm mấy số mới nữa. Nên hôm nay cái bộ rất là đặc biệt luôn, bộ rất là nhiều luôn so với trước ha. Rồi, cái bộ hôm nay thì gồm có nè đầu tiếp 10 nè anh em, 11 ha, 12, 13, 14, 17, 18 ha, 18 lần trước không có giờ có ha, 19, 21, 22 lần trước không có 22 giờ có 22 ha, 24 và 30. Thì lần trước có 27 nhưng bây giờ 27 nó hiếm anh em ơi, nên nó không có 27 ha. Đó, thì cái bộ này là thông dụng hết luôn cho anh em ha, đủ luôn cho anh em xài xe máy là đủ luôn rồi ha. Đó. À, nói chung là đầu tiếp thì cũng khá là đẹp anh em đây ha, mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Mấy hôm nay mình tốn rất là nhiều thời gian để vệ sinh nó nè. Đó, đầu là mới chưa xài nhưng mà để lâu rồi nó có rỉ sét anh em, thì nhìn nó sét thôi nha. Đầu này 14 nè ha, khá là ok rồi. À, hàng này là hàng của boss nha anh em ơi, boss dệt money á. Ví dụ như anh em mà mua hàng mới của boss thì khá là đắt tiền ha. Đây một bộ đây mình soạn ra đây 12 chi tiết nha anh em, 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12 chi tiết ha. Đó, bộ này 24 nè, 27 nè, 27 thì chỉ có 27 là ngắn thôi. Còn lại hay mấy cái khác là dài hết nha anh em ơi. Đó, dài đây nè, để anh đo chiều dài ha. 77 nha anh em ơi. Ha, đúng 77 luôn ha. Cái tiếp này là 22, đó. Hai này 24 nè. Đó. À, 10 nè. 10 là thông dụng nhất luôn cho anh em xài ha. 10 là thông dụng nhất luôn. Đó. Thì máy này là cái bộ này nó làm rất là chắc chắn, anh em nào mà xài xe máy thì xài cái bộ này rất là vip rồi, nó không có bị gơ lắc ha. Thì cái lúc mà chưa đánh thì nó như vậy đây anh em ơi. Mình đánh rồi nó mất cái này luôn anh em ơi. Ha, nó có dán một lớp giống như chạy sơn một lớp gì nè. Nhưng mà mình đánh lên thì để giữ cái đường sơn này thì lâu lắm. Nên mình đánh nó mất cái lần sơn luôn nha, chứ nó y gan gì thôi. Đó, anh thấy độ dài này giống hệt nè, khá vip. Đó, này đánh, này chưa đánh nè, à, đánh giá khá cực anh em ơi. Đó. Rồi thì anh em nào lấy một bộ như vậy thì để giá rất là tình thương anh em ơi. Một bộ như thế gì thì giá có 200.000 ha, là gồm 12 chi tiết ha, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22. À, 21, ô 18 nữa, à thiếu 18, 17 nè. 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30. Đó, có 18 luôn nha anh em ơi, có 22 luôn. Đó, nguyên một bộ gì 200.000. Rồi. Rồi, sau đây thì có một bộ này anh em ơi. Bộ này thì gồm 3 chi tiết. Gồm 3 chi tiết nè. 3 chi tiết là 17, 19, 21. Này dành cho anh em nào xài xe hơi ha. Sửa xe hơi. Anh em tháo mấy cái mâm lớp xe ha. Thì cái bộ này thì quá vip luôn. Tại khi mà anh em tháo thì đây nè, nó có cao su ha, không chày ốc nè, tới cái đầu này là nó đụng cao su nè anh em thấy không? Đó, tới đây là đụng cao su rồi, nó không có chày cái mâm chày là ốc của anh em. Cái này thiết kế dành cho anh em làm lớp quá ha, để em cho anh em coi cái giá mới chính hãng của nó kinh khủng ha. Mình bữa mình sệt, anh em có thể sệt này đầu tiếp nè, một bộ nó đây ha, 9 món nè, 9 món mà dài 75 là đúng nó luôn anh em ơi ha. Đó, 1.400.000 ha. Đó là từ 1.400.000, đó là bộ dài của nó có 9 món thôi nhưng mà em này tới 12 món luôn ha. Đủ đam luôn ha, 12 món luôn. Rồi cái bộ 3 cái này. Thì bộ 3 cái này dành cho anh em ấy xe hơi ha, đầu 1/2 hết nha anh ơi, đầu thông dụng á. Đó, này hàng mới chính hãng nè. 700 mấy 800. Còn này hàng này cũng mới chưa xài anh em nhưng mà để nó rỉ thôi, anh em nhìn kỹ nó rỉ trong ha, có rỉ chút đỉnh ha. Nhưng không ảnh hưởng gì anh em ơi. Đó. Ở bên trong nè anh em thấy nè, tối hù ta. Bên trong nó có một cái lớp nhựa. Lớp nhựa. Rồi ở ngoài tròn đây. Tròn đây thì nó bọc nhựa cao su gì rồi. Khá là ok. Đó. Bộ này thì dài hơn ha. Bộ này dài gần 90 lần anh em ơi, 88, 87, 88 gì đó ha. Thì bộ này thì mình bán 150 bộ 3 cái anh em ơi.
ha, 150 ba cái này ha. Đó, anh em bữa giờ mình lên anh em hỏi cái lẻ này quá trời luôn ha, ba bộ ba cái này 150. Và cái số này là 17, 19, 21. Này 19 nè, 19 là xanh 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 này xanh lá, xanh này xanh dương nè. Đó, này 17, 19, 21. Và đặc biệt cái nữa là cái bộ này thì cái con số 19 này nó hiếm anh em, còn có khoảng chừng 20 cái thôi. Đó, là khoảng 20 bộ thôi, 150 bộ này. Và trong đây tất cả những số này anh em nào mà mua lẻ thì mình vẫn bán lẻ cho anh em ha. Ví dụ anh em mà mua số mấy, cần số mấy, ví dụ một bộ rồi anh em cần số mấy thì mình bán lẻ ha, chứ ví dụ anh em bốc một hai số mà lẻ thì nó cũng cực khó em ha. Ví dụ anh em nguyên một bộ này rồi, anh em cần thêm số lẻ nào nhiều, ví dụ như số 10, 12 dài nhiều, thêm 1, 2 cây 10, 12, ok, hoặc 14, 17 gì đó, 21 gì đó. Cần xài nhiều thì thêm 1, 2 cây thì anh em thêm cái đó thì tính tiền ha. Tính tiền cứ trung bình mấy cây này thì nhiêu cây ta. Nếu anh em mua lẻ thì 20 ngàn cây, mấy cây này nè, ha, mấy cây trên đây. Cứ 1 cây 20 ngàn ha. Đó, 1 cây 20 ngàn, anh em mua lẻ, ví dụ mua một bộ rồi mua lẻ thêm á, thì tính vậy ha anh em. Rồi, ok. Đó là phần bu lông tiếp bu lông ha anh em. Rồi tiếp theo là cái búa này, búa 12 UZ thì nay lô bu quá soạn được mấy cây anh em ơi. Đó. Cái này là xài 5 lạng anh em ha. Khá là đẹp. Đó 5 lạng anh em, giờ đã đóng đinh. Ha, đóng đinh rất là ok. Búa này thì giá tình thương anh em ơi. 120 cây ha. Đó, 120 cây búa. Rồi, hôm nay thì có cái búa đinh này. Búa đinh hát anh em ha. Hát hát này thì nó nặng có ký lô thôi, nó mấy OZ không biết nữa, 19 OZ đây ha, 19 ha. Mà đây nó chống cái lỗ này, đây là tròn, đây có khía, cán nó rất là dài luôn em ha. Coi có cái thước kẹp ở cái thước lá, thước đâu trên bàn hay gì, lụm cái thước kéo ra cho cây này. Cái này thì giá tình thương nó cán rất là bự luôn, dài nữa. Bốn tấc mấy luôn nè anh em. 4 tấc 1, 4 tấc 2 luôn á ha, rất là dài luôn. Mà cũng nhẹ ha, có 1 kg anh em ơi, nặng 1 kg ha. Đó. Búa này thì 150 cái anh em ơi. Đó, anh em mua chung cái nào thì mua ha. Rồi. Tiếp theo rìu có hai loại à, rìu quát đâu sót lại cây đẹp đang can, chắc cây này bữa em giấu vô trong có cây đẹp đang can, một cây duy nhất anh em ơi. Đó, này nặng ký lô luôn em ha, nặng ký lô luôn, một cây nhất bén luôn rồi anh em ơi, về chỉ việc chặt thôi. Đó, rất đẹp anh em ơi, một cây duy nhất 300 ngàn. Đó, anh em nào lấy thì ới ha, con cây duy nhất thôi. Rồi hết ki thì cũng còn vài cây anh em ha, nãy dính keo thôi. Hết kỳ là bén luôn rồi anh em ơi, nó già to già bén luôn rồi ha, về anh em chỉ xài thôi, muốn bén nữa thì mài thôi, xài thời gian mài thôi. Hết kỳ thì cũng ký lô luôn, cầm cũng rất là chắc tay. Và em thích cái hết kỳ ấy là cán búa ngắn hoặc dài của nó có cái này nè, có cái đầu này anh em cầm gì nè, anh em chặt là không bao giờ nó bị ấy ha, không bao giờ bị tức ha, rất là ok. Đó, nó không bị vuột ra. Rồi cây này thì dài cũng 3 tấc mấy anh em ơi, ba tấc rưỡi đó, ha. Rồi cái này 300 cây luôn em ơi. Nay có ít hàng đây, mấy nay lu bu em làm cái đóng tiếp không nên búa bọng gì không có soạn ra gì nhiều ha. Rồi búa tạ thì cũng còn ít đây, búa tạ thì có mấy loại thôi, 2LBS nè, ít 2LBS ít đây em ơi, 200 ngàn em ơi, 2.5LBS nè, 2LBS thì nó khoảng ký 4, 2.5LBS thì ký rưỡi ký 6 gì đó, 3LBS thì ký 7 đó, 2.5LBS 200, 3LBS đây, này dính keo quá trời luôn. Nhưng mà theo mình nó xài thì 3LBS anh em đóng nhẹ nhẹ thì vừa tay, 3LBS là vừa tay anh em. Đó, 3LBS này thì 200. Rồi có loại 4LBS anh em ơi. Đâu 4LBS đã mất tiêu rồi. Đây, 4LBS ha, đẹp lan can gì. 2.5 anh em ơi. Nếu anh em nào mà xài nặng đồ nặng á, cái này nặng 2.2 kg nè, 2.5 cây nè, khá đẹp đó ha. Rồi còn mới búa tạ thôi, búa tạ thì búa tạ dài này thì anh em biết rồi, búa tạ đập tường nè, một
đầu dốc cộng đập tường, một đầu đây đầu tròn ha, một đầu dốc cộng như vậy đó. Này xấu xấu thôi chưa vệ sinh, kệ không ảnh hưởng. Cán thì sợi thủy tinh dài 8 tấc rưỡi nè, cán dài 8 tấc rưỡi ha, cua hát nè, đầu này có móc rồi luôn. Này, con này thì 500 cây anh em ha, nặng 5 kg. Còn búa 10 lời BS thì cây này có đấu chữ thôi, còn nhiều cây khác không có chữ nha anh em ơi, không có chữ chỗ này, tự nhiên để đến đây có chữ ha. Cây này thì 550 cây nè, đó nặng 6 kg, 5 kg 7, 5 kg 8, gần 6 kg nha. Thì anh em thấy và một tiếp theo nữa giới thiệu anh em thùng đạn anh em ơi. Anh em thấy thùng đạn nha, mình tận dụng mấy cái thùng đạn này, mình lựa mấy thùng cũ không mình để ra mình xài nè, rất là tiện anh em ơi ha, chắc chắn nè. Có những cái mình chứa dầu trong luôn ha, mình tháo nắp hết rồi mình để gì cho nó tiện đẹp thôi. Còn ví dụ mua bán cho anh em thì như vậy thôi. Đó, như vậy ha. Khá đẹp nè. Hàng chưa vệ sinh mà đẹp gì nè. Để bữa giờ bụi nè. Đó. Còn mấy chục cái à anh em ơi. Ha, một cái như vậy thế gì thì 300 ngàn anh em ha. Đó. Nào thấy. Khá là ok. Đẹp lan can, con cao su kính mít nè anh em ơi, anh em đừng đồ nghề xích sướng được cuộc đời luôn. Đó anh em thấy đây, đựng đầy một cái hộc đó nè. Để mình cân thử cho anh em, đựng đựng đầy hộc đó là 10 mấy 20 kg đó. Đó ha. Rất là chắc chắn ha. Đó. Rồi 300 ngàn cái nha. Đó, gài là cứng ngắt luôn, chữ bọng màu đẹp anh em làm đề co trang trí đâu cũng được ha. Rồi. Tiếp theo có ít hàng nữa thôi anh em ơi. Hôm nay mình có soạn được mớ dây nè ha, dây đẹp đẹp không, này 2 tấn nè, dây 2 tấn. Để mình xây cái đèn vô xíu đây, dây 2 tấn nè, dây 2 tấn mình mới soạn ra được cái bao mới, cái bao mới về nó đẹp len can luôn anh em ơi, này thấy không, quá đẹp luôn. 2 tấn thì bản nó 6 phân nha anh em ơi. 2 tấn 7 mét nè. Đó, 2 tấn 7 mét nè. À, hệ số an toàn 71 luôn, hệ số an toàn cực cao luôn em ơi. Mấy dây này dời đời cao không, 2021 luôn nè. Đó. Một cộng gì 200 ngàn anh em ơi. Dài 7 mét ha. Anh em cẩu được 2 tấn. Ha, 2 tấn hàng. Cẩu thẳng 2 tấn ha, anh em u tròn thì tầm 4 tấn. Đó. Dây đẹp đẹp không anh em? Lô này cái bao này bao mới nè, cái bao cũ kia bán khá nhiều rồi, còn xấu thì em bỏ lại, còn soạn được cái bao mới nè, đẹp đang can dây đẹp không. Đó. Bản này là 6 phân nha anh em ơi, đây 6 phân đó. Khá là hai lớp rất là dày luôn nè, nó đây mới đẹp đó. 200 ngàn sợ rồi. Thì dây nhỏ thì có đây anh em ơi, dây nhỏ có được ít nè, dây nhỏ thì cũng hàng đẹp luôn anh em ơi, vô cái lấy được cái bao kia đẹp cực kỳ đó. Này là 1 tấn rưỡi 5 mét nha anh em ơi, này thì 100 ngàn sợ anh em ơi. Đây nè, hệ số an toàn 61 ha, 5 mét, 2021 luôn anh em ơi, khá cao luôn, số Serino nè, kiểu đó, cao thẳng được 1 tấn rưỡi nè. Ví dụ anh em cẩu ton thì được 2 tấn mốt, mà cái dây này nó thiết kế để cẩu ton được luôn nè anh em ơi. Đây nè, anh thấy có cái lớp nè, thêm lớp nữa nghe ha. Thì giữa cách giữa hai cái này là 1 mét rưỡi, hơn 1 mét rưỡi đó anh em. Để anh em để vô vừa vô cái ton luôn đó, thấy không? Như cái này nó màu xanh nè. Ha. Nó màu cam nè, màu cam dễ thấy hơn nè, đẹp hơn ha. Thì cũng vậy thôi, màu trắng cũng vậy thôi, nhưng mà nó nhìn nó không thấy, màu cam thì nhìn thấy thôi đó ha. Nó để hai cái tấm ton vô gì, hai miếng ton qua gì rồi cẩu lên nè đó, 100 ngàn sợ nè. Rồi ok, còn mấy cây lớn anh em ơi, rìu tạ ha. Rìu tạ thì anh em biết rồi, rìu tạ thì mình bán khá nhiều rồi ha. Rìu tạ này thì một cây như vậy thì nặng 4 kg mấy á, 4 kg mấy anh em, cán dài 8 tấc rưỡi luôn ha, lưỡi này nó mài khá bén luôn à, về anh em xài thôi đó. Một cây gì thì 500 ngàn đó. Số lượng còn nhiều lắm, em cũng còn khá nhiều nha. Đây có cái thì nó để rỉ đây thôi, không ảnh hưởng anh em ơi, kinh củi mà
Và cái rìu này anh em kinh thì rất là thích nha anh em ơi. Anh em kinh củi là nó không có bị dính cái lử lợi. Anh em bữa xuống là nó một là nó ra luôn, hai là mình bật lên nó nhẹ nhàng lắm, nó không có dính cái lưỡi. 500 cây. Rồi, cút chim đây anh em ơi. Nay anh quay cái video ngắn ngắn ha anh em, ngắn chừng 15 20 phút ha. Đây, cút chim ha. Đầu nhọn nè. Đó. Ở đây nè, nó lỗi là sao? Nó khoan cái lỗ này bự quá hay sao nó. Nó rất đẹp luôn, cán sợ tinh cắt là chắc chắn và chai ngược anh em. Chai ngược thì nó không có sức ra ha. Đó. Rất đẹp. 500.000 cây luôn anh em ơi. Rồi. Cút chim ha. Rồi cảo thì cũng còn ít anh em ơi. Đó, mở cua trong thùng mới ra nè. Bữa giờ bán cũng lay lay la gai mấy anh. Mấy nay ngành gỗ điêu đứng nên cảo này bán chậm, chứ bình thường cảo này nhiều anh thích lắm. Một cặp gì 500, thương hiệu của Tông Tôn nha anh ơi, Trung Quốc xuất Nhật nha. Nè, Tông Tôn anh em tra cái mã nè. 14417 này thì chỉ bán ở bên thị trường Nhật thôi. Đó. Một cặp nè, bề họng hàm này nè là 80 anh em ha. Còn cái cao cảo này từ cái đầu này anh em có thể cảo maximum là 4,5 tấc ha, tới đây là 4,5 tấc. Đó. Một em bán thì một cặp như vậy là 450 anh em ơi. Ha, một cặp 450. Anh em mua lẻ một cái 250. Ha. Một cặp thì hồi xưa em bán 500, bớt giờ giảm 50 anh em ơi. Ha. Còn ít là không có nhiều. Bữa đó em về cái lô này hơi bị nhiều mấy tấn nên nó còn ha. Đó. Motor 7,5 thì cũng còn một ít anh em ơi. Bữa giờ bán cũng ít lại gai 50.000 cái nha. Đó. Anh em mua nào thì ship chung luôn. Rồi. Tiếp theo dây củ quả, bữa giờ bán mấy dây dài hết anh em ơi, còn mấy dây ngắn nè. Dây ngắn thì có 2-3 loại thôi. Đây, cái loại này là loại 40-15m anh em ơi ha. Có cái có chữ, cái không chữ anh em ơi. Này 40 nè ha. 1-1-2 nè, này có chữ. Nhiều cái không có chữ lắm nha. Đây, này 40 nữa nè. Flexible nè, 1-1/2 ha. 1 in là 12.5 anh em. Ủa, 25, 1 in là 25, còn 1/2 in là 12.5. Đó. Ha. Test ratio 400 PSI nha anh em ơi. Đó. Nè. Rất là dày luôn. Cái này hình như nó 3 lớp luôn rồi. Đúng rồi. Ơi chạy nước gì hay gì đó. Chạy nước gì kìa. Nè. Ha, rất là dày dặn chắc chắn ha. Bữa có mấy anh mua rồi, mấy anh thích lắm, anh comment trả lời nhắn tin cho mình là hàng rất là chất lượng. À quên. Báo giá cho anh em ha, một cuộn 40-15m này thì 200.000 cuộn chưa ship nha anh em ơi. 200.000 cuộn chưa ship. Đó. Rồi, tới cuộn 50 đây nè. 50 cũng khá chắc chắn luôn ha. Con này có chỉ, có cái có chữ, cái này không có chữ, có chỉ lằn chỉ này rất là đẹp luôn. Đó. À, cái này thì 250 cuộn anh em ơi, 50-250 ha. Đó. Rồi, tới 65 anh em. 65 thì bự hơn thôi. Đây. 65 nè. Khá là ok luôn. Cao su nè ha. Rất là đẹp. 65 15m thì 350 cuộn anh em ơi, giá chưa vận chuyển hết nha anh em ơi. Đó. Chưa vận chuyển hết. Rồi. Thì sơ sơ nay ít hàng vậy anh em ơi. Anh em mà thấy món hàng nào mà cần thì nhắn cho em ha. Và đặc biệt đầu tiếp này em còn khá nhiều anh em ơi ha. Đó, em lên được chọn ok ngon lành hết đó. Rồi, trước khi kết thúc video anh em cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh ha. Và một lượt chia sẻ video anh em thích ha. Và mình có làm một cái đường link ở dưới phần mô tả dẫn tới cái group Zalo. Thì anh em nào mà có cần tham gia cái group đó thì mình sẽ lâu lâu thì có những cái mặt hàng nào trên mặt hàng mà mình còn sót, hoặc là mặt hàng nào mà mình anh em quan tâm thì mình sẽ up lên đó để anh em có thể theo dõi dễ ha, mua cho dễ ha. Rồi ok ha, chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em có một ngày cuối tuần thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Rồi ok, bye bye.